Chỉ còn một tuần nữa thôi là mình sẽ bắt đầu thi cuối kỳ. Hôm nay nhóm mình sẽ bắt đầu quay phim ngắn cho bài thi cuối kỳ môn tiếng Hàn. Quyết định là sẽ chọn viết lại Harry Potter và dĩ nhiên là phải viết tiếng Hàn rồi. Nhưng mà thực chất là tiếng Anh dịch sang tiếng Hàn từ Papago. Đấy, xong rồi đi ăn trưa ở quán quen. Quán này thì chắc là không còn xa lạ nữa rồi. Tính ra thì cứ trung bình 1 đến 2 feet là mình sẽ ăn tại quán này. Bạn mình còn hỏi là sắp thành con chủ quán chưa? Tại vì lần nào upload cắt lên cũng thấy đã ăn mì tương đen. Nhưng mà biết sao giờ ta lúc 10 giờ 15 thì mới có mỗi mình quán này mở thôi. Đón xem ai đến thăm. Bọn mình sẽ đi cà phê để học. Kế hoạch thất bại rồi, còn quá đông không nhỏ ngồi được. Đi Starbucks hoặc là Bonanza. Cuối cùng thì bọn mình đã chọn ngồi Bonanza. Quán này thì sáng nào đi học mình cũng đi qua luôn, nhưng mà cũng chỉ đơn giản đi qua thôi. Mai để hôm nay mới vào ngồi thử. Không gian rộng rãi, thoải mát với hai tầng. Cũng có bánh ngọt nữa, nhưng mà tại vì bọn mình vừa ăn từ xong cũng khá no. Thế nên là thôi bye bye, hẹn khi khác. Còn đây là không gian tầng 2, cũng rất chi là rộng luôn. Và có bàn cao, ổ cắm điện cực kỳ thích hợp để học tập. You have to be arrogant. Tony Boko. Tony Boko. Tony Boko. Tony Boko. Tony Boko. Tony Boko. I cannot pronounce it. Bombastic side eye. Criminal offensive. Side eye. Nghe cái tiếng mưa không? Vừa nắng vừa mưa. Bọn mình lãng mạn rồi đấy. Cậu nhỉ? Không. Hưng, cái già sẽ lãng mạn hơn nếu như quán vẫn còn chỗ. Em ngon lắm ấy.
đến được Montas rồi. Nghịch chán chết rồi, mệt quá nên là phải ăn trưa thôi. Thì trên xù ở đây ngoài việc có hai miếng thì mình thấy vị cũng bình thường. Hôm qua là sinh nhật Kaylee mà bọn mình không biết. Thế nên hôm nay mình sẽ đi ăn tối sau khi học xong và sẽ mua cho Kaylee cái gì đấy. Never go wrong with ice mango. I mean mango ice cream. Accepted. Bọn mình quyết định ăn. When you read this, like, I took mà I took cho it was accepted. Because I normally where is this meal? All these document things. Say something, it's your 19th birthday. Suddenly? You have to like make a vow. I just wanna eat honey. It's let me eat. Here. Do you need something? But actually for what it's like for me it's like only during Chinese birthday. It's like during Chinese birthday need to eat. Very hard. The best answer is definitely don't eat that part. Oh, I think I accidentally ate that part at the first bite. No, obviously I was just so hard. The next day. Món thịt kho hôm nay là lớp cuối cùng của buổi học này. You want to say something? This is our last class together. Oh god, that's so sad. Bye. Bye. A few moments later. Quay lò vi sóng là hơi dài. Đến chiều thì mình có bài quiz môn cuối cùng của môn management trước khi mà tuần sau thi cuối kỳ. Định là tan học xong sẽ đi ăn tối. Ai ngờ lại được tan sớm quá, mà quán bọn mình ăn thì lại chưa mở. Nên bọn mình đã quyết định ghé một quán cà phê gần trường trong khoảng thời gian trống đấy. Cho mình một vanilla latte. Và đây cuối cùng cũng đã mở rồi đây. Chính là tiệm curry này. Mình gặp một phần cùng với tôm tẩm bột chiên, thêm một topping trứng ốp la nữa. Màu sắc sinh động, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Exposing. Don't. She doesn't like vegetables.
It's good.